Kính mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm thanh nhạc Ave Maria của Bach do em Đỗ Lâm Quỳnh Trang trình diễn. Em Đỗ Lâm Quỳnh Trang học thanh nhạc năm 16 tuổi, lớp giảng viên Nguyễn Thị Thu Hương tại Sen Học. Quá trình học tập của em đạt được những thành tích xuất sắc. Đệm piano pianist Nguyễn Hữu Quốc, kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Cảm ơn pianist Nguyễn Hữu Quốc.